cầu toàn với lại cũng về xíu nên dẫn đến là hơi chậm chạp. Với lại con cũng ít tài lẻ. Ít tài lẻ thôi. Con có những cái điểm mạnh là như là con rất là vui vẻ và hài hước, thì ngoài ra thì con còn biết nấu ăn và có thêm một chút văn nghệ trong đó. Còn xã nói hay đủ mua nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, tôi thiệt hát rồi chứ ha. Dạ thì về nhược điểm của con thì con là một người nóng tính.